Mến chào cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay Bi sẽ làm sinh tố trái cây rau xanh dành cho cô chú anh chị nào mắc bệnh tim mạch. Đây là cải keo. Cải này thì có rất là nhiều công dụng tốt cho sức khỏe luôn á cô chú anh chị. Là nó có khả năng ổn định đường huyết nè, thúc đẩy lưu thông máu, hạn chế nguy cơ mắc các bệnh lý về tim, phòng chống ung thư, cũng như là hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân tiểu đường, nhất là tiểu đường tiếp 1. Còn đây là cái salad romaine đó cô chú anh chị. Thì cái salad này nó có chứa rất là nhiều vitamin, khoáng chất, giúp giảm cholesterol nè, tốt cho tim mạch. Ngoài ra còn có chất chống oxy hóa thì tốt cho gan, và đặc biệt là phòng chống ung thư, nhất là ung thư gan, ung thư ruột già. Ngoài ra còn giảm cái tình trạng mất ngủ nữa. Nguyên liệu tiếp theo là Bi dùng một quả chuối này nè cô chú anh chị. Thì mình sẽ lấy phần nửa quả thôi, mình cắt ra thành từng lát mỏng, rồi sau đó thì mình sẽ cho vào trong ngăn đông của tủ lạnh ít nhất là 8 tiếng trước khi mình đem ra mình xay. Cắt lát mỏng như thế này nè cô chú anh chị. Nếu như chuối này mà mình không có đông lạnh giống như Bi đang để ở đây thì nó sẽ không có ngon cô chú anh chị. Còn đây là 1/2 chén quả việt quất thì Bi đã rửa sạch và để ráo nước. Đây là mình dùng 1/2 muỗng canh hạt lanh xay. Hạt lanh thì nó có rất là nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Còn đây là 1/4 chén sữa đậu nành không đường. Thì đây là sữa đậu nành mà Bi làm ở tại nhà luôn. Tiếp theo thì Bi sẽ đem một trái lựu đi ép lấy nước. Ở đây thì Bi sẽ dùng khoảng 1/4 chén nước ép lựu. Thì đây là công thức không phải là do Bi nghĩ ra, mà Bi mượn từ một quyển sách của một vị bác sĩ rất là nổi tiếng người Mỹ. Thì ông đã thiết kế ra những cái thực đơn này cũng như là những cái cách nấu này để cho cô chú anh chị nào mình mắc bệnh tim mạch đó thì mình có thể áp dụng để đảo ngược bệnh tim mạch. Thì mình sẽ cho tất cả các cái nguyên liệu này vào trong máy xay nha cô chú anh chị. Đầu tiên là Bi sẽ cho salad vào, rồi mình cho chuối. Cái quả việt quất này cô chú anh chị thì nó chứa rất là nhiều cái công dụng tuyệt vời, như là làm giảm huyết áp nè, kiểm soát bệnh tiểu đường, ngừa bệnh tim mạch và giúp xương chắc khỏe, ngừa ung thư nữa. Còn đây là hạt lanh xay nè cô chú anh chị. Hạt lanh thì giúp làm giảm cholesterol, kiểm soát một số bệnh ung thư, trong đó có ung thư tuyến vú nè, rồi kiểm soát cân nặng nữa. Rồi tất cả thì Bi cho vào trong máy xay hết, rồi mình sẽ bắt đầu xay. Thì mình sẽ xay cho hỗn hợp nó thật là mịn luôn nha cô chú anh chị. Thì cái sinh tố này khi uống thì nó rất là ngon cô chú anh chị. Cái chuối mình đông lạnh lên, mình xay xong cái nó có cái vị lạnh lạnh, cái vị chua chua, ngọt ngọt, thơm thơm, rất là dễ uống luôn cô chú anh chị. Xay xong thì nó như thế này nè cô chú anh chị. Xay xong rồi đó thì Bi sẽ cho ra ly rồi mình thưởng thức luôn. Cái món này thì mình sẽ dùng vào trong buổi sáng đó cô chú anh chị, kèm với cái món chính, món ăn sáng của mình. Thì cung cấp rất là nhiều chất xơ. Và đây là cái video đầu tiên trong cái danh sách những món ăn đảo ngược bệnh tim mạch. Thì nếu cô chú anh chị yêu thích cái video này thì hãy đăng ký kênh và để lại comment dưới phần bình luận để đồng hành cùng Bi nha. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem đến giây phút này, và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong video tiếp theo.